Thì Nga thân mến, chào quý khán thính giả đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn sáng Chủ nhật 22 tháng 4, 2012. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự do Bảo Lộc trình bày. Bảo Lộc thân ái kính chào quý khán giả đang đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Trong chương trình nhận định và phân tích thời sự hôm nay, xin gửi đến quý vị bản tin từ Hoa Kỳ. Mặt trái của chính quyền Obama. Các vụ bê bối trong chính phủ Obama đã lần lượt bị phơi bày, đã làm mờ đi chủ trương tạo ra chính quyền tốt của Tổng thống Barack Obama. Tình hình rối loạn trên thế giới, nền kinh tế ì ạch trong nước đòi hỏi khả năng lãnh đạo sáng suốt và quyết đoán chính xác hơn của một người cầm đầu siêu cường duy nhất trên quả địa cầu. Dân Mỹ muốn thấy các kết quả cụ thể mang lại cho đất nước và thế giới thay cho ngôn từ nổ như tạc đạn. Giá dầu thô tăng kéo theo mọi loại hàng hóa đang làm khổ cho con người, không hẳn do bị đầu cơ mà vì chính sách năng lượng đầy ảo tưởng của Tổng thống Obama. Solyndra là phá sản, làm mất hơn nửa tỷ Mỹ Kim, tiền thuế của dân. Cổ phiếu của ba hãng sản xuất tấm pin mặt trời đã giảm trên 90%. Đường ống dẫn dầu nối dài Keystone XL với Dana Đại đang đắp chiếu. Các viên chức cao cấp thuộc Cơ quan Dịch vụ Tổng quát tổ chức một cuộc hội nghị tại Las Vegas đã đốt 823.000 Mỹ Kim của đám người đóng thuế. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tiêu tốn 860.000 Mỹ Kim cho các chuyến thăm gia đình ở California. 11 nhân viên mật vụ và 10 sĩ quan đã giao thiệp với gái điếm khi chuẩn bị chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ của Tổng thống Obama tại Colombia. Ở cương vị cầm đầu chính phủ, Tổng thống Obama phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc hoang phí và hành vi toan ố của viên chức. Nói xấu Thủ tướng Israel với Tổng thống Pháp Sarkozy tại Cannes. Mỗi chày Tổng thống Nga Medvedev tại Hán Thành vì Obama tưởng máy thu âm đã tắt, khiến cho dư luận khó tin vào những lời lẽ công khai. Sang Bắc Mỹ, mời quý vị theo dõi trận đấu giữa tổ chức huynh đệ Hồi giáo và quân đội Ai Cập. Tương lai Ai Cập mịt mù trong cơn bão. Tổng thống Hosni Mubarak đã bị lật đổ. Hội đồng quân lực tối cao tiếp tục điều hành đất nước. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo và phái Salafist đã cực đoan chiếm đa số trong quốc hội. Hy vọng vào nền dân chủ ổn định ngày càng mơ hồ trước các vụ đấu tranh chính trị đồn dập. Phe quân nhân thay nhau cầm quyền suốt hơn 6 thập niên đã nắm giữ hầu hết các tiềm lực quốc gia nên cố gắng duy trì đặc quyền, đặc lợi. Phe chính trị tôn giáo gồm các tổ chức huynh đệ Hồi giáo và phái Salafist chiếm 70 ghế quốc hội, muốn sử dụng công cụ hành pháp để soạn thảo bản hiến pháp, lấy luật Sharia làm nền tảng. Vì thế, quỹ ban soạn thảo hiến pháp đã bị giải tán. Phe cấp tiến và đại diện cho công giáo trong quốc hội đã tạm ngưng hoạt động. Thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội thúc giục phe Hồi giáo cố giành chiếc ghế tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 23 tây tháng 5. Phe cấp tiến lo ngại phe Hồi giáo sẽ áp đặt một xã hội bất dung, giết chết khát vọng dân chủ. Vì muốn đuổi giới quân nhân về doanh trại, nên họ đã hợp tác bất đắc dĩ trong cuộc biểu tình rầm rộ tại quảng trường Tahrir hôm 20 tây tháng 4. Trữ tệ Ai Cập chỉ còn phân nửa so với thời Mubarak. 40% trong số 80 triệu dân sống với 2 đồng đô la mỗi ngày, thất nghiệp 9.5%. Kỹ nghệ du lịch mất 32%, đầu tư ngoại quốc mất 72%, trong khi nhà giàu chuyển tiền ra nước ngoài. Chính phủ Cairo đang tìm cách vay quỹ tiền tệ quốc tế 3.2 tỷ Mỹ Kim, nhưng chỉ như muối bỏ biển do tình trạng tham nhũng. Chính phủ dân sự hai quân đội, thế tục hay thần quyền, ổn định hay đấu đá, chính trị tại Ai Cập vẫn chưa có câu trả lời. Bản tin vừa qua đã chấm dứt chương trình nhận định và phân tích thời sự. Bảo Lộc xin hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Kế đến, mời quý vị cùng nghe chương trình WPG do Kiều Thu và Nguyễn Trọng Đạt thực hiện. Hi, I'm Mike Eastman with First Portfolio Lending, and I wanted to just give you a quick update on some market highlights. One of the things that I want to tell people is if anyone's considering doing a short sale, this 2012 is a very good year if you're going to do that to take that tax hit, because it's a forgivable debt if you take it against your principal residence. On the mortgage front, interest rates maintain a low area in the 3.875 to 4% for a 30-year fix. It's a great time to refinance. It's a great time to buy a home. It's an excellent time to pull cash out of your property in anticipation of paying for college education, pay off some debts, so forth. So it's just a great time in the industry to participate. When will we again have interest rates in the high threes and low fours? Kiều Thu xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình WPG với Trọng Đạt và Kiều Thu. Chào chị Kiều Thu. Chào Trọng Đạt. Lúc sau này vấn đề nhà cửa, ngoài vấn đề thuế má nhà cửa cũng là một cái vấn đề mà sôi nóng để mà cho mọi người nhắc đến. Ông Mike Eastman đã cho chúng ta những cái chi tiết về vấn đề short sale, thì mình có thể nói thêm chút xíu. Thì cái short sale như chị biết đó, nó cũng có cái lợi cái hại, thì mình cũng nên nói một vài cái điểm đặc biệt của nó. Thì theo mình nghĩ đó, thì cái short sale nó đường cái là cái giá nó cảm thấy rẻ. Đây là cho những người đi invest để mua nhà. Thì mua nhà short sale. Nhưng mà cái rẻ đó nó cũng mang lại những cái đặc điểm mà mình cũng nên để ý tới. Thứ nhất là cái as is condition. As is nghĩa là thế nào? Tức là những cái nhà đó nó phải người seller, tức là người bán nhà, họ sẽ không có sửa. Nhà băng cũng không có bỏ tiền sửa. Cái chuyện gì nó xảy ra căn nhà đó là nó y như vậy. Có sao như vậy. Nếu mà cái nhà đó nó có chuyện gì bên trong là mình coi như mình kẹt cứng, mình không có thể đoán trước được cái đúng, số tiền đúng, mình đúng. Phải bù đắp vào để sửa căn nhà đó. Nói tóm lại là đặt nói khi mà mình mua cái nhà bình thường đó, mình có thuê inspection, để thuê inspector để tới coi cái nhà đó, cái condition nó như vậy thì tôi không mua. Nhưng mà cái as is, hoặc là mình giao kèo lại với người bán. Còn cái này á, mua nhà short sale tức là nếu mà mình chấp thuận mua cái điều kiện là as is, thì tất nhiên là có sao mua vậy ha. Với lại cái short sale nó cũng có nghĩa là cái người bán nhà họ rất đang kẹt. Cần bán. Họ bán để làm sao họ không phải trả tiền cho nhà băng nữa. Họ không có foreclosure đúng nữa. Thì là cái nhà đó, cái giá tiền đó, nó dĩ nhiên nó sẽ rẻ, mà nhà băng cũng có thể lỗ. Thì ra cái người mua nhà cần có một cái người agent, một người đại diện cho người mua nhà để mà có thể dàn xếp, nói chuyện với nhà băng làm thế nào cho cái giá tiền nó đáng được phải chăng cho cái người mua nhà, để mà người mua nhà nó mua cái nhà đó với cái sự dự đoán biết trước rằng có thể mình phải trả thêm tiền. Và cái người agent có quyền làm được chuyện đó, cái người mà có quyền làm chuyện đó, người giỏi, cái người có lương tâm là nên làm cái nên việc làm chuyện đó, và đi thăm dò những cái nhà chung quanh. Nhà bên nhà A, nhà B bên đó nó cũng giống tựa vậy, nó có 3 cái bedroom, nó có 1 phòng tắm, nó có cái backyard, cái sân, cái area nó như vậy, diện tích như vậy. Nó bên đó nó mới bán hoặc là cách đây 6 tháng được 200 ngàn. Vậy mình cần phải thuê một cái người gọi là appraisal. Thường cái appraisal cũng là một cái công việc có thể làm được, cái đó là tùy theo cái sự dàn xếp giữa người buyer. Nhưng mà thật ra cái người agent đó họ biết là những cái nhà chung quanh đó bán giá bao nhiêu, bán hồi năm nào, họ có cái system. Họ có system, với lại họ có lương tâm, họ phải investigate, họ phải có cái calculator, họ làm ra một cái dự án, họ đưa cho người buyer rồi nói chuyện với nhau, từ đó tạo ra một cái sự đồng ý kiến với nhau để đến đó điều đình với cái người, cái nhà mà họ nhắm để và mua. Mình mua có cái người mua để mua ở hoặc là mua để invest thì cũng đây là một cái cơ hội tốt để mà mình nhưng mà cái người agent thì nên làm việc để giúp đỡ. Với lại cái short sale thưa chị biết không, cái short sale có một cái khác, cái mua nhà thường á là mình, nếu mà mình có cái earnest money, tức là mình khi người mua mình để earnest money đó, thì make sure, tức là chắc chắn làm sao để cho cái người đại diện cho người mua đó có cái addendum, tức là một cái clause, một cái điểm chính là nếu mà đặt cái tiền đó, điều kiện là earnest money vào rồi đó, thì trong 30 ngày hay là 60 ngày nếu mà bán không được nhà đó thì cái tiền nó trở lại mình lại được. Nếu mình không bị mất tiền đó. Tại cái short sale, nó nguy hiểm lần cái là cái nhà băng không biết lúc nào nó có chấp thuận, tại có thể hai nhà băng nó ôm cái loans, nhìn cái lọ nợ thứ nhất của cái người seller, cái nợ thứ hai, có thể nhà băng thứ nhất họ chấp nhận cho cái giá tiền nó bán như vậy, nhưng nhà băng thứ hai không chịu thì coi như bán cũng không được.
Đúng rồi, Đạt có nhắc đến cái điểm rất là quan trọng là tại vì đôi khi cái short sale nó có thể kéo dài. Thật ra make sure là cái trong mình phải có cái điều kiện ở trong cái contract là nếu mà cái deal nó không go through thì mình phải trả lại cái tiền đó. Chứ còn đôi khi cái short sale nó khác với cái loại long thường. Chắc là mình không còn đủ thời giờ để mình nói thêm về cái vấn đề Home Affordable Modification Program. Chắc là phải hẹn quý vị một cái chương trình kỳ tới. Có một cái mục rất là quan trọng và rất tốt mà ông Mike Eastman của First Lending Portfolio để nhắc đến. Thì mời quý vị đón xem chương trình kỳ tới để biết rõ hơn về cái vấn đề mà Loan Modification. Và sau đây là tiết mục cổ nhạc Nguyễn Thanh Long với phần minh họa của Việt Tun qua những tấm tranh về các tích sử Việt Nam. Kỳ này, mời quý vị thưởng thức phần kế tiếp của trích đoạn Trọng Thủy Mỹ Châu. Đến đây mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại. Sau đó, Thi Nga sẽ trở lại với bài phỏng vấn Hàn Lâm học sĩ Nguyễn Phú Thứ. Kế tiếp là bài nói tới trại lên đường 2012 và tìm hiểu về hội tổ chức các trại lên đường là Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, trụ sở tại Houston, Hoa Kỳ.